Thôi, đổ đây mình sẽ tải của anh ấy với 400 lít nhiên liệu và chuẩn bị để chuyển mặt hàng chuối đến Alaska. Xe tải tiêu thụ 0,8 lít nhiên liệu hay 8 phần 10 lít nhiên liệu cho mỗi km đi được. Vẽ đồ thị biểu diễn lượng nhiên liệu còn lại trong bình chứa xe tải theo lít dưới dạng phương trình của quãng đường đi được theo km. Và ở đây ta có một đồ thị với các tọa độ trên, với trục hoành là quãng đường đi được theo km và trục tung là lượng nhiên liệu theo lít. Ta có thể biểu diễn đường thẳng bằng cách dịch chuyển hai điểm này đi, vì cứ hai điểm bất kỳ sẽ tạo thành một đường thẳng. Và vì vậy, hãy nghĩ xem hai điểm mà ta cần tìm ở đây là gì? Ta có thể tính được lượng nhiên liệu hai khoảng cách khác nhau không? Và đó là những gì ta cần để tạo ra đường thẳng. Điều đầu tiên ta muốn nghĩ tới là tại sao không xét về thời điểm ban đầu nhỉ? Tính cái này cũng dễ thôi. Lượng nhiên liệu có trong bình khi ta chưa đi là bao nhiêu? Và ta đã có dữ kiện đó đây. Và mình khuyên bạn tạm dừng video lại và thử nghĩ về nó nhé. Đề bài cho là Carl làm đầy bình xe tải với 400 lít nhiên liệu và chuyển mặt hàng chuối. Vậy trước khi anh ấy bắt đầu đi, ngay sau khi đổ đầy bình thì anh ấy có 400 lít nhiên liệu. Ta có thể nói khi quãng đường bằng 0 km, anh ấy có 400 lít nhiên liệu. Vậy ta có một điểm ở đây. Giờ ta cần nghĩ xem ta sẽ đặt điểm tiếp theo ở đâu. Một cách để tư duy đó là, xem nào, ta biết là anh ấy đang tiêu thụ 8 phần 10 lít nhiên liệu sau mỗi km đi được. Nhưng họ không có, ta sẽ không đi từng km 1 hay 2 km, ta sẽ đi kiểu như 50 km, 100 km. Và hãy nghĩ về lượng nhiên liệu anh ấy sẽ tiêu thụ sau khi đi được 100 km. Và nếu anh ấy tiêu thụ như vậy, ta sẽ trừ đi từ lượng nhiên liệu ban đầu và nói cho ta biết điểm thứ hai sẽ ở đâu. Nó sẽ ở đâu đó quanh đây và ở dưới 400. Vì ta đang tiêu thụ nhiên liệu, lượng nhiên liệu sẽ giảm khi quãng đường đi được tăng. Ta sẽ có đường dốc xuống. Mình có miếng giấy ở đây để mình lấy ra nhé. Và mình có câu hỏi tương tự ở đây, nói cho ta cùng một lượng dữ kiện, nhưng cái mà mình muốn tính, ta đã biết rồi đấy. Ta có khoảng cách để mình viết ra. Thực ra để mình viết toàn bộ phần này, để mình viết cách ra một chút, quãng đường tính theo km, và sau đó bạn có nhiên liệu tính theo lít. Bạn có nhiên liệu tính theo lít và ta vừa tính ra trước khi anh ấy bắt đầu đi ngay sau khi đổ đầy bình. Nhưng ngay trước khi anh ấy bắt đầu đi với quãng đường là 0 km, anh ấy có 400 lít nhiên liệu và ta vừa tìm ra điều đó. Nhưng sau đó ở 100 km thì sao? Ở 100 km anh ấy còn bao nhiêu nhiên liệu? Ta đã biết là anh ấy tiêu thụ 0,8 lít nhiên liệu cho mỗi km. Vậy 0,8 lít mỗi km và ta nhân nó với số km đi được nhân 100 km. Phần đơn vị ổn rồi, km chia km ta còn lại lít, và sau đó nhân với phần số 8 phần 10 của 100 sẽ bằng 80 và đơn vị là lít, 80 lít. Vậy khi đi được 100 km, anh ấy tiêu thụ, để mình viết cẩn thận hơn, anh ấy sẽ tiêu thụ hết 80 lít nhiên liệu. Vậy số nhiên liệu so với lượng nhiên liệu ban đầu trừ đi lượng tiêu thụ sẽ là trừ 0,8. Và nếu ta muốn viết phần đơn vị ở đây, có lẽ mình sẽ, bạn biết đấy, đây là lít ở ngay đây, 400 lít. Và mình có thể viết km ở đây sẽ là 400 lít trừ đi 0,8 lít trên km nhân, để mình viết rõ hơn, nhân 100 km. Và tương tự km chia km, và ta còn lại 400 lít trừ 0,8 lít nhân 100 sẽ bằng 400 lít. Lượng nhiên liệu ban đầu trừ 8 phần 10 của 100 là 80 với đơn vị là lít. Vậy 400 lít trừ 80 lít sẽ là 320 lít.
Vậy khi anh ấy đi được 100 km, anh ấy còn lại 320 lít nhiên liệu. Vậy hãy đánh dấu điểm này nhé. Khi anh ấy đi được 100 km, thật ra mình chỉ chọn điểm bất kỳ ở đây, anh ấy sẽ còn lại 320 nhiên liệu trong bồn. Và cứ như vậy, ta đã vẽ được đường thẳng biểu diễn lượng nhiên liệu anh ấy còn trong bình dưới dạng hàm số về quãng đường đi được. Và bạn có thể thấy từ đây, anh ấy sẽ hết nhiên liệu khi đi được 500 km.